Bây giờ chúng ta lấy trở lại ví dụ đơn giản của bài trước là ví dụ hòa tan hoàn toàn nhé, 25 gam hỗn hợp 2 muối carbonate kim loại X hóa trị 1 và kim loại Y hóa trị 2 bằng dung dịch HCN là dư. Thu được V lít CO2. Và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 28,3 gram muối khan. Giá trị của V là 4,48, B 5,4, C 5,6, D 6,72. Tất nhiên là lít rồi đó. Đây. Thế thì những em mà quen rồi á thì anh chỉ việc suy luận ở đây là chúng ta chuyển từ muối carbonate sang muối clorua. Thế những em mà chưa quen á thì viết phương trình ra cho nhanh nhá. Ví dụ X2CO3 cộng với 2HCN thành 2XCN cộng nước cộng CO2. YCO3 cộng với 2HCN thành YCN2 cộng nước cộng CO2. Như vậy thì các em quan trọng ở đây tăng giảm khối lượng. Ở đây là chúng ta chuyển từ muối carbonate sang muối clorua. Cái đầu tiên là anh phải biết được trong cái bài toán này là chuyển từ chất gì sang chất gì. Thì đây là carbonate. Thế chúng ta biết như vậy theo công thức của hai muối này thì các em dễ dàng khi chuyển từ muối carbonate sang muối clorua. Ví dụ YCO3 thì như thế có nghĩa là chúng ta từ Y cộng với 60. Y là khối lượng nguyên tử của Y luôn nhé. Thì bên này sẽ là Y cộng với 71. Và như thế là khối lượng tăng lên là lấy 71 trừ đi 60. Như vậy là tăng lên 11 gram. Và quan trọng là cứ một mol này thành mol này thì có một mol CO2 bay ra. Đấy, chốt của bài toán là chỗ này, em lưu ý. Thế vậy đối với cái muối hóa trị 1 có đúng không? Vẫn đúng, chúng ta thấy đây này. Đây là có 2x. Vậy bên này, bên vế phải này cũng là 2x. Đây một CO3 là 60. Thì bên vế phải này 2 clo là 71. Thì cũng tăng lên 11 gram và có một mol CO2 bay ra. Như thế nói tóm lại là nếu khối lượng muối cứ tăng 11 gram thì sẽ có một mol CO2 bay ra. Thế còn đây khối lượng của chúng ta tăng bao nhiêu? Như vậy là chúng ta có số mol CO2 này sẽ bằng 28,3 là khối lượng của muối clorua. Còn muối carbonate là 25. Thì đây là phần khối lượng tăng lên. Phải không? Mà cứ 11 gram thì có một mol CO2. Vậy chúng ta đem chia cho 11. Thì chúng ta sẽ thấy có 0,3 mol nhé, CO2. Và do đó V sẽ bằng 0,3 nhân với 22 lít 4 sẽ bằng 6,72 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là D. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ thứ hai quen thuộc rồi đúng không? Chia 15,6 gram hỗn hợp ancol etylic và một ancol đồng đẳng thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với natri thu được 2,24 lít hydro điều kiện tiêu chuẩn.
phần 2 đun nóng với 30 gram axit acetic. Khi có mặt axit sulfuric đặc xúc tác. Chấm. Tính tổng khối lượng este thu được. Biết hiệu suất các phản ứng este hóa đều là 80%. Như vậy là dựa vào cái điều kiện thứ nhất là để chúng ta mục đích là để tính được số mol hydro trong nửa hỗn hợp. Nửa hỗn hợp là các em biết là 15,6 chia 2, nửa hỗn hợp nhé. Như vậy thì C2H5OH cộng natri thành một nửa hydro. ROH cộng natri thành một nửa hydro. Dĩ nhiên ở đây là etilat natri, còn ở đây là muối RONA. Như vậy thì theo phương trình phản ứng chúng ta dễ dàng tính được tổng số mol của hai ancol trong một nửa hỗn hợp thì bằng 2 lần số mol hydro, bằng 2 nhân với 2,24 chia cho 22 lít 4, bằng 0,2 mol. Còn bước thứ hai là cho tác dụng với axit acetic là thực hiện phản ứng este hóa. Chúng ta có phản ứng là COOH cộng OH CH3CO C2H5 cộng với nước 3COH cộng với ROH sẽ thành CH3COR cộng với nước. Dĩ nhiên như lần trước chúng ta đã nói, bài toán này có thể giải theo phương pháp gọi là bảo toàn khối lượng. Còn ở đây chúng ta dùng một phương pháp khác cũng rất nhanh gọi là tăng giảm khối lượng. Thì cái chính là xác định bài toán này là tăng giảm khối lượng là chuyển từ cái gì sang cái gì. Ở đây là chúng ta chuyển từ ancol sang este. Nào thì chúng ta thấy khối lượng nó tăng lên bao nhiêu nào. Ở đây là C2H5OH. Bây giờ thay cái chỗ OH này bằng cái nhóm CH3COO. Hoặc là ở phía dưới cũng thế, ROH chuyển thành CH3COR. Như vậy là thay nhóm OH thành nhóm COOH. Vậy chúng ta biết cứ một mol ancol chuyển thành este thì nó tăng lên. Tăng lên chính là cái khối này phải không? Chúng ta cộng đây lại là 59. Trừ đi, mất cái phần OH đây. Như vậy là 17. Như vậy là cứ một mol ancol mà chuyển thành este thì khối lượng tăng lên được 42 gram. Đấy, các em nhớ nguyên tắc như vậy. Dĩ nhiên bài toán này ở đây là chuyển từ ancol sang este thì nó tăng như vậy. Nhưng giả sử bài toán khác mà chuyển từ axit sang este chẳng hạn thì các em nhớ là nó tăng ở cái phần nào thì phần cái gốc đấy. Ancol nhé, lưu ý như vậy, tùy từng bài một nhé. Còn đây là chúng ta chuyển từ ancol sang este. Và bài toán tiếp theo là phải giải quyết là xem chất nào thừa thiếu ancol hay là axit. Như vậy ancol chúng ta biết ở đây là tổng số mol hai ancol là 0,2. Còn axit là chúng ta có 30 gram chia cho 60 là khối lượng mol của axit, như vậy bằng 0,5 mol. Do đó axit là dư. Vì thế chúng ta phải tính theo số mol chất thiếu tức là ancol. Như vậy thì chúng ta sẽ có 0,2 mol ancol chuyển thành este và khối lượng tăng lên.
bằng 42 nhân với 0,2 là bằng 8,4 gram. Cộng với khối lượng của ancol ban đầu, đây là mới phần tăng tăng thêm thôi phải không? Còn cái ancol ban đầu là chúng ta có đây là chia 2 là ta sẽ có 7,8 gram phải không? Như vậy là ta phải cộng với 7,8 gram ancol ban đầu nhé. Như vậy là thành 16,2 gram. Nhưng vì hiệu suất phản ứng chỉ có 80%, như vậy lượng este thực tế sẽ là lấy 16,2 nhân với 80%. Thì chẳng khó khăn gì, sẽ bằng là 12,96 gram. Như vậy các em sẽ chọn đáp án nào mà người ta cho là 12,96 gram? Bài trước chúng ta biết rồi, đó chính là đáp án B là phù hợp nhé. Bây giờ thầy giới thiệu cho các em là ví dụ thứ 3. Đây cũng là những bài thi đại học thôi. Trung hòa 5,48 gram hỗn hợp axit acetic axit benzoic và phenol. Bằng một lượng vừa đủ là 600 ml dung dịch NaOH 0,1 mol. Chấm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là 8,64 gram, B 6,80 gram, C 6,84 gram, D 4,90 gram. Trước hết chúng ta cần phải viết phương trình phản ứng, phải không? Acid acetic cộng với NaOH thành CH3 cộng nước. Acid benzoic là C6H5 COOH cộng với NaOH bằng C6H5 CONa cộng nước. Cuối cùng là phenol C6H5OH cộng NaOH thành C6H5ONa cộng nước. Đấy, bài toán này giải theo đầy số thì các em lập ba ẩn số, ba phương trình thì nó rất dài. Chúng ta nhận xét ở đây á, là quan trọng nhất là đây là chuyển từ axit hoặc là phenol biến thành muối á. Ba chất này nó giống nhau trên bài toán tương đối dễ, là cứ thay một H đây bằng một natri, có đúng không? Các em tưởng tượng không? Và như thế là cứ một mol bất cứ chất nào ở đây tham gia phản ứng thì khối lượng sẽ tăng lên là, tức là 23 trừ 1 bằng 22 gram. Tức là thay một H bằng một natri, như vậy là khối lượng tăng lên chừng này. Mà chúng ta có số mol chất này thì đúng bằng số mol NaOH, mà số mol NaOH thì người ta cho rồi đó, bằng
0,6 tức là lít nhân với 0,1 bằng 0,006. Vậy khối lượng sẽ tăng lên. Sẽ bằng 0,06 nhân với 22, phải không? Thì chẳng có khó khăn gì, chúng ta đây là 62 12 nhớ 1 13 nhé. 1,32 gram. Đấy là phần khối lượng tăng lên cộng với khối lượng ban đầu là 5,48. Như vậy thì chúng ta sẽ có là cộng lại là thành 6,8 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là B. Bài toán này là tương đối dễ là vì tất cả tỷ lệ tăng giống nhau nhé. Nhưng ở đây thầy muốn mở rộng cho các bạn là đây là tác dụng với natri, NaOH, nhưng mà đây có thể tác dụng với natri thì có thể người ta cho số hydro bay ra thì cũng tăng tương tự như thế. Nhưng mà những trường hợp mà ví dụ như axit, hai lần axit chẳng hạn, thì lúc bấy giờ các em phải cẩn thận. Ví dụ một mol như thế này á, nó sẽ tăng không phải 22 gram mà là 44 gram, phải không? Cho nên phải lưu ý những cái trường hợp ấy nhé. Thì đó là ví dụ thứ hai. Bây giờ chúng ta qua ví dụ tiếp theo. Bây giờ chúng ta chọn ví dụ khác. Cho 43 gram hỗn hợp. BaCl2, CaCl2 vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 m và NH4 2 lần CO3 0,25 m. Thu được dung dịch X và ba mươi chín phẩy bảy gram kết tủa Y. Phần trăm khối lượng của BaCO3 và phần trăm khối lượng của CaCO3 trong Y là A 50% và 50%, B 45,41% và 54,59%, C 66,2% và 33,8%, D 49,62% và 50,38%. Bây giờ trước hết các bạn nhận xét là bài này như thế là áp dụng được cái phương pháp gọi là tăng giảm khối lượng. Ở đây là chúng ta chuyển từ cái gì nữa? Chuyển từ muối clorua thành cái muối carbonat. Như vậy là cái nhận định đầu tiên là các em phải nhớ chú ý như vậy nhé. Cái thứ hai là nếu chúng ta viết phương trình phản ứng theo dạng phân tử thì các em sẽ phải viết bốn phản ứng, tức là chất này tác dụng với cái này, rồi chất này tác dụng với cái này, này. Và như thế rất mất thì giờ. Vậy chúng ta ở đây tốt nhất là viết phương trình phản ứng dưới dạng y học. Như vậy là thực chất chúng ta có cái gì nữa?
ion bari 2 cộng tác dụng với carbonat thành BaCO3 kết tủa. Tương tự như vậy, CaCO3 kết tủa. Và đây chính là cái chất rắn y, phải. Bây giờ quan trọng là các bạn bắt đầu tự hỏi là ion carbonat thừa hay là các cái ion bari canxi 2 cộng thừa. Muốn như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng rất dễ dàng nhé. Tức là các em mà lập phương trình đại số thì trừ đi như thế rất lâu. Ở đây chúng ta dùng phương pháp tăng giảm khối lượng. Như vậy thực chất ở đây là các muối clorua. Tức là mỗi cái này là có hai clo đi kèm, phải. Tức là muối clorua chuyển thành muối carbonat. Vậy cứ một mol muối này chuyển thành một mol muối này thì khối lượng của chúng ta bây giờ không phải tăng mà là giảm. Giảm đi là 2 clo bây giờ biến thành CO3. Như vậy 2 clo là 71 trừ đi CO3 là 60. Như vậy giảm đi 11 gam. Như vậy là cứ một mol mà phản ứng thì giảm 11 gam. Còn ở đây chúng ta giảm đi như thế là tổng số mol kết tủa sẽ bằng này, lượng giảm đi là 43 trừ 39,7. Và thì kết tủa chia cho 11 thì sẽ bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Mà chúng ta thấy ở đây á, lại carbonat đây là 0,1 mol một lít mà. Đây là 0,25 là 0,35 mol. Như thế chứng tỏ là các muối là BaCO3 và CaCO3 là thế nào? Hai cái canxi và bari là phải kết tủa hoàn toàn là vì CO3 dư. Do đó chúng ta dễ dàng đặt phương trình. Rồi XY chẳng hạn là số mol của hai chất này ở trong Y lớn nhé. Thì chúng ta sẽ có một phương trình là X cộng Y bằng 0,3. Và phương trình thứ hai là 197X. Tức là khối lượng phân tử này. Còn đây này là 100Y là bằng 39,7. Và chẳng khó khăn giải phương trình này ra, chúng ta sẽ có X bằng 0,3. Như vậy là ta giải ra X bằng 0,1 và Y 0,2. Vậy phần trăm của BaCO3 chẳng hạn thì sẽ bằng 0,1 nhân với 197 nhân 100 chia cho 39,7. Chẳng khó khăn gì, chúng ta được là 49,62%. Và tất nhiên phần trăm của CaCO3 sẽ là 50,38%. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là D. Bây giờ chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Đây là đề thi đại học 2008. Tiến hành hai thí nghiệm sau. Thí nghiệm 1. Cho m gam bột sắt dư vào V 1 lít dung dịch nitrat đồng 1m.
Thí nghiệm 2, cũng cho m gram bột sắt dư vào V2 lít dung dịch nitrat bằng 0,1 m. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng chất rắn thu được trong hai thí nghiệm bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là V1 bằng 10 V2, B V1 bằng 2 V2, C V1 bằng V2, D V1 bằng 5 V2. Bài toán này chúng ta có thể giải nhiều cách, theo bảo toàn electron được này, theo phương pháp đại số cũng được, theo bảo toàn khối lượng được, nhưng mà nhanh nhất theo thầy đó là giải theo phương pháp tăng giảm khối lượng. Trước hết chúng ta viết phương trình phản ứng. Sắt cộng nitrat đồng thành nitrat sắt cộng đồng. Sắt cộng 2 nitrat bạc thành nitrat sắt cộng 2 bạc. Ở đây vấn đề tăng giảm khối lượng ở đây là chuyển từ gì nào? Lại từ chất của chúng ta ở đây ấy, là từ sắt. Vì chất rắn mà khối lượng chất rắn bằng nhau, sắt biến thành đồng và đây là sắt, đây trở thành bạc. Như vậy là ta xem nhé, lập luận như thế nào để biết được nào. Tức là theo phản ứng 1, theo phản ứng 1 thì các bạn thấy cứ 1 mol, tại sao lý luận theo nitrat đồng là vì sắt là dư, cho nên bao giờ nhớ lại bao giờ theo chất thiếu. Thì cứ một mol nitrat đồng mà phản ứng á, một mol nhé, nitrat đồng phản ứng thì có phải một sắt sẽ biến thành được một đồng không? Và như thế là khối lượng tăng lên là lấy 64 trừ 56 tức là bằng 8 gram. Đấy. Và chúng ta có mấy mol đồng tất cả? Chúng ta có tất cả là V1 nhân V1. Một đây là vì nồng độ là 1 đó. Như vậy thì khối lượng nó sẽ tăng lên là V1 nhân V1 nhân với V8. Còn bây giờ theo phản ứng 2 thì các bạn thấy này. Một sắt thì tạo ra 2 bạc. Và khối lượng thì sẽ tăng lên là các bạn lấy 2 bạc không? Đấy. Như vậy là 1 mol nitrat bạc phản ứng thì khối lượng sẽ tăng bao nhiêu nào? Đây là 2 mol thì nó tăng này, tức là 2 lần 108 trừ đi 56. Đó là 2 mol nitrat bạc. Còn nếu 1 mol thì có nghĩa là đây là một nửa. Đây cũng là 1 thôi đó. Thì các bạn phải chia cho chia 2 nhé. Thì chẳng khó khăn gì. Như vậy là chúng ta có là đây là 216 trừ 56. Như vậy là thành ra là chia 2 thành 160. Chia 2 là thành 80 gram. Mà ở đây chúng ta có tất cả là V2 nhân với 0,1 mol nitrat bạc. Vậy khối lượng sẽ tăng lên là V2 nhân với 0,1 nhân với 80. Như vậy thì hai khối lượng này bắt buộc phải là
phải bằng nhau, vì chất rắn cuối cùng là bằng nhau. Do đó chẳng khó khăn gì, chúng ta có V1 nhân 8 thì bằng V2 nhân với cùng lại 0,1 nhân với 8, 10 thì thành 8. Chẳng khó khăn gì rút ra V1 bằng V2. Chúng ta lấy đáp án đúng là C. Bây giờ thầy giới thiệu cho các em ví dụ cuối cùng cũng rất là lý thú vì nó là hơi lắt lèo một tí, phải không? Đốt cháy hoàn toàn 5,5 gam chất X chỉ thu được 6,72 lít CO2, điều kiện tiêu chuẩn, và 2,7 gam nước. Mặt khác, cho 5,5 gam chất X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được 7,7 gam muối Y. Khối lượng mol của Y lớn hơn khối lượng mol của X. Là 44 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A C6H4 OH 2 lần, B C6H5 OH, C COOH 2 lần, D C6H5 COOH. Trước hết, chúng ta phải tính số mol của CO2 và nước. CO2 bằng 6,72 chia 22 lít 4 là bằng 0,3 mol. Số mol của nước sẽ bằng 2,7 chia 18, 0,15 mol. Từ đó ta suy ra số mol nguyên tử hydro, tất nhiên là gấp đôi nước, là thành 0,3 mol. Và ta thấy hợp chất là có 5,5 gam. Như vậy trong X có thể không hoặc là có oxy. Ở đây chúng ta sẽ tính số mol nguyên tử O thì sẽ bằng 5,5, các em thấy nào, trừ đi khối lượng của carbon ở trong đó 0,3 nhân 12 carbon đó, trừ đi 0,3 nhân 1 của hydro chia cho 16. Thế chẳng khó khăn gì, các em sẽ tính ra được là số mol của oxy là bằng 0,1. Bây giờ vì bài toán này là chưa có phương hướng gì, chưa có số liệu gì để chúng ta có thể tính được khối lượng mol phân tử của X hoặc là Y. Do đó chúng ta trước hết phải tìm cái công thức đơn giản nhất của cái chất X. Như vậy gọi chất X CX hạt IOZ. Các em biết chẳng khó khăn gì, chúng ta có X chia cho Y chia cho Z sẽ bằng 0,3, 0,3, 0,1, tức là tỷ lệ là 3
31 3 31. Tức là công thức đơn giản nhất của x là C3H3O n lần. Như vậy muốn xác định n thì chúng ta bắt buộc phải tính được khối lượng mol phân tử của cái chất x. Bây giờ quan trọng của bài toán, người ta cho là 5,5 gam x tác dụng với sút ra 7,7 gam. Thế thì các em nhớ là những chất nào sẽ tác dụng được với sút? Tức là nhóm axit này mà tác dụng với sút ra thì ra muối CONA này, tất nhiên là cộng nước này. Nào, ngoài ra có nhóm phenol này, OH nhưng của phenol phải không? Thì sẽ tạo ra ONA cộng với nước. Còn chú ý, nếu là cho tác dụng với natri thì các bạn là phải thận trọng. Như vậy nếu mà tác dụng với natri á, thì axit, nhóm axit nó cũng tác dụng, phenol tác dụng, nhưng mà cả ancol nó cũng tác dụng, cho nên phải cẩn thận. Bài này vì cho tác dụng với sút, như vậy chỉ có hai khả năng là nhóm carboxylic hoặc là phenol. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khối lượng mol của y lớn hơn 44 gam. Thế chúng ta biết đây như thế này là cứ 1H biến thành natri thì tăng 22 gam. Hay là 1OH biến thành ONA cũng tăng 22 gam. Mà đây lại tăng 44 gam. Thì chứng tỏ trong phân tử X phải có hai nhóm COH hoặc hai nhóm OH hoặc một nhóm này một nhóm kia, thì chúng ta xem cái nào là phù hợp. Không? Như vậy thì muốn biết được cái khối lượng mol của cái chất này á, thì chúng ta sẽ biết phải đi biết được mấy mol. Như vậy thì chúng ta khối lượng của ta là tăng lên 7,7 trừ đi 5,5 chia cho 44, chẳng có khăn gì, các bạn sẽ tính ra được là 0,05. Do đó m của chất x sẽ bằng 5,5 chia cho 0,05 là bằng 110. 110. Như vậy mà cái nhóm này là C3H3O nhân N là bằng 110. Cái nhóm này các em biết là đây là 36 nhé. Như vậy là 39 cộng 6 là thành là 55. 55, 110. Như thế thì chứng tỏ N phải bằng 2. Đây, các bạn chỗ này muốn tìm N phải không? Thì ta lấy 110 chia cho 55. N bằng 2. Có nghĩa là công thức phân tử của chất X sẽ là C6H6O2. C6H6O2 thì chắc chắn như trên kia đã nói, vì khối lượng mol nó tăng lên 44 gram thì chứng tỏ phải có hai nhóm OH, không thể hai nhóm COH được, vì như thế là sẽ 3O, mà hai nhóm COH, một nhóm COH và một nhóm OH thì 3O nhé, mà còn hai nhóm COH thì lại phải 4O. Như vậy chứng tỏ hai cái O này phải là O của phenol. Như vậy công thức cấu tạo thu gọn sẽ là C6H4OH hai lần. Mà các em biết đây là thuộc cái loài gì nào? Hai nhóm phenol. Ví dụ 2OH có thể ở vị trí octo hoặc là meta hoặc là para. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thế đến đây là chúng ta kết thúc bài học hôm nay. Thầy hy vọng là qua mấy bài học vừa rồi các em phải nắm được những cái nguyên tắc cơ bản và qua những cái ví dụ điển hình để là vận dụng vào làm các cái bài tập trong tương lai cho nó tốt. Xin chào tạm biệt các em.